Đồng Thảo và tiết mục văn học nghệ thuật của Đài Truyền hình quê hương xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay Đồng Thảo xin mời quý vị theo dõi một bài viết của tác giả Thái Lâm có tiêu đề Từ Công Phụng 55 năm tình ca. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lênh đênh ngàn mây trôi. Là một trong những nhạc sĩ lớn hiếm hoi còn lại của nền âm nhạc Việt Nam thời vàng son. Từ Công Phụng cùng những bản tình ca để đời của ông như Bây giờ tháng mấy, tuổi xa người, giọt lệ cho ngàn sau, mắt lệ cho người, trên ngọn tình sầu, tạ ơn em, kiếp dã tràng. Vẫn đã và đang tiếp tục làm rung động bao nhiêu con tim của người mộ điệu. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, cách nhau một lần thôi. Những nhạc phẩm đầu tiên của Từ Công Phụng, chẳng hạn như ca khúc Bây giờ tháng mấy, có đến 50 năm tuổi đời, mỗi khi được cất lên đều như có phép màu xóa tan đi những nếp hằn năm tháng và mang những cặp tình nhân của ngày xa xưa đó trở về với những yêu thương và những dỗi hờn trong một thoáng, khiến họ được sống lại mình của thời thanh xuân tươi đẹp. Ở một khía cạnh khác, âm nhạc của ông như một nhân chứng hồn nhiên kể chuyện ngày đó người ta yêu nhau dễ thương lắm. Hờn dỗi như chuyện mưa nắng của trời. Trong bây giờ tháng mấy, bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, trách nhau một lời thôi, tâm hồn mình đâu lẽ đôi. Tâm hồn mình đâu lẽ đôi. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em. Và dù có phải chia xa một cuộc tình, người ta cũng vẫn dưng dưng tiếc nuối trong giọt lệ cho ngàn sau. Lối xeo xưa sẽ mở dấu chân người, người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau. Thoáng như chiếc lá vàng bay, mùa thu qua hững hờ, nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau. Mưa trên nụ cười, mưa trên tình người, lệ nào em đã khóc cho ngàn sau. Anh đi tìm màu hoa em cài, chiều nay hoặc buồn bã cúi đầu tạ từ trong mắt lệ cho người. Mưa soi dấu trên em qua cầu, theo những cánh rong trôi mang niềm đau. Đời em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng. Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn, còn mong, còn ngóng, chi ngày yêu dấu. Xin em hãy cho tôi tạ từ khi em đã đi qua quãng đời tôi, dù một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rớt trên môi nhạt. Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn. Vạn câu tình cũ xin gửi cho đời. Nhờ nhạc của ông mà người thời nay có dịp được biết tình yêu ngày đó, dù hợp, dù tan cũng đẹp đẽ, hiền hòa, vị tha như người Sài Gòn vậy. Môi tràn đầy ước mơ, mau đây anh đưa em đi về, mưa giăng chiều nắng tàn.
trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013 để giải thích vì sao tình ca của ông không chỉ có những ca từ lãng mạn mà còn mang một âm hưởng hắt hiu vô tận. Người nhạc sĩ tài hoa này cho biết, mỗi nốt nhạc là một chọn lựa, mỗi ca từ được gắn vào nốt nhạc cũng là một sự chọn lựa hợp lý cho niềm suy tư về câu chuyện tình hay về một hệ lụy sau chuyện tình ấy. Ngoài ngẫu hứng, trong sáng tác vẫn phải cần đến sự suy nghĩ sâu sắc để tạo cho tác phẩm của mình một giá trị lâu dài, phù hợp với tâm tình của giới thưởng ngoạn. Và ông cũng cho rằng niềm vui không thể tồn tại lâu dài với thời gian. Thời gian thì cứ trôi qua và niềm vui lùi dần vào quá khứ, rồi trở thành kỷ niệm. Niềm vui càng rộn ràng bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu khi còn lại một mình. Niềm hiu hắt ấy đôi khi chính là nguồn cảm hứng cho người sáng tác. Có thể tôi là một trong những người nằm trong niềm thương nhớ ấy. Cho bút lạnh chúng mình. Em ơi, thôi đừng hờn anh nhớ. Nhìn nhau buồn vời vời. Thực vậy, với sự nhạy cảm đặc biệt trời ban, Từ Công Phụng đã mang niềm thương nhớ khôn nguôi. Một người phải trải qua trong suốt chiều dài kỷ niệm của kiếp người, biến chúng thành bất tử bằng những bản tình ca rất đỗi Từ Công Phụng. Thật nhẹ nhàng, thật nhỏ nhẹ, như cách tự sự rất riêng của ông. Những bản tình ca đó chạm vào phần sâu thẳm trong trái tim người nghe, khiến họ chợt thấy lòng lắng lại, hiền hòa và thứ tha. Dù có phải trải qua niềm cô đơn lớn đến thế nào đi nữa, có lẽ đó chính là món quà lớn nhất mà nhạc sĩ đã dâng tặng cho đời trong suốt một đời miệt mài sáng tác. Sự cống hiến đó, quý báu đó của nhạc sĩ Từ Công Phụng xứng đáng được vinh danh, và âm nhạc của ông xứng đáng được dành một vị trí trang trọng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam và tiếp tục được truyền bá cho những thế hệ sắp tới. Về phần mình, người nhạc sĩ tài hoa vẫn muốn tiếp tục cống hiến hết sức mình cho sinh hoạt văn nghệ Việt. Vào ngày 29 tháng 7 sắp tới đây, nhạc sĩ Từ Công Phụng lại một lần nữa tạm rời xa căn bệnh ung thư giai đoạn cuối để đến với những người mộ điệu vào đúng ngày sinh nhật thứ 75 của ông, trong đêm nhạc mang tên Nỗi Muộn Phiền Trên Vùng Tóc Rối. Đêm mùa đông buốt giá bờ vai mềm, bây giờ tháng mấy rồi hỡi em. Quý thính giả vừa theo dõi một bài viết của tác giả Thái Lâm có tiêu đề Từ Công Phụng 55 năm tình ca. Đồng Thảo và tiết mục văn học nghệ thuật xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới.